Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay shop em về được một mẫu cần câu lua hàng cao cấp của Bulava nha cả nhà. Nó tên là Bulava Apollo. Nói chung cái mẫu này giá nó cũng không quá cao mà cũng không quá thấp nha cả nhà. Chất liệu carbon. Thì ở đây bên shop em về được 3 dòng. Một dòng 2m1 máy đứng, một dòng 2m1 máy ngang và một dòng 2m4 máy đứng. Thì 2m1 thì em về được là độ cứng M và MH. Nó có máy ngang và máy đứng nha cả nhà. C là máy ngang, S là máy đứng. 2m4 thì về được có một size thôi là máy đứng và độ cứng MH. Thì bây giờ em sẽ khui ra từng cây và review từng cây cho cả nhà mình xem nha. Thì đây là cái cần Bulava Apollo Ultra là cái mẫu cần chiên lua nha cả nhà. Thì cái dòng 2m1 bên em có hai em về được là phiên bản máy ngang và phiên bản máy đứng. Phiên bản máy ngang và phiên bản máy đứng là cần 2m1 nha cả nhà. Và cái độ cứng á thì bên em có M và MH. M và MH. Giá cây 2m1 thì là 1.150.000 nha cả nhà, 1.150.000. Thì em sẽ đi sơ sơ về cái cây máy ngang trước ha. Cán là cán nhìn rất là đẹp không cả nhà. Cán giống như làm cái giống như cái dòng cái cán của rẫy bóng chày á. Cây gậy bóng chày cả nhà. Nó là carbon mono cục que. Rất là đẹp nha. Ở đây nó có cái logo của thằng Bulava luôn. Đó, ở đây cũng có logo của Bulava luôn nha cả nhà. Đó, đây có logo và đây cũng có logo luôn. Đó. Thì cái dòng cán rất là đẹp không? Cực kỳ đẹp. Ở đây có phần mút, đây là bách mái nè. Bách mái. Cái chỗ bách mái nhìn cũng khá là sang chảnh nha cả nhà. Nó có ghi luôn cái tên cần là Apollo Ultra luôn. Đó, cái bách mái nhìn đã không? Rất là chắc chắn ha. Thì cái dòng này nó nói chung là rất là hot cả nhà. Rất là hot. Nếu tín đồ nào anh em gọi là chiên lua á thì đang săn cái này rất là nhiều. Đến từ thương hiệu Bulava nè, anh em thấy không? Cái phôi cực kỳ đẹp. Cái phôi là phôi carbon sáng ít và cái màu là màu nâu đỏ. Nâu đỏ nhưng mà nó thiên về cái màu tối nha, nó không phải màu sáng. Ở đây á về thông số của cần á, là cần 2m1 này cả nhà. Ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly. À, trọng lượng cần nó chỉ có 120g thôi. À, chiều dài thu gọn là 109. 109 ở đây là nó tầm khoảng 1m đó cả nhà, 1m. Xin lỗi nha, em đọc lộn. Cần 2m1 nè, 2 khúc. À, chiều dài thu gọn là 109. Trọng lượng của cần á là 120g. À, cái ngọn á, cái size ngọn của cần á là 2 ly 1 nha cả nhà. Ở đây. Size ngọn của cần là 2 ly 1 đó. Về cái độ tải mồi á là 5 đến 21 g. Độ tải cá là từ 12 đến 22 lb. 22 lb ở đây thì nó tầm khoảng được 10 kg. Độ tải cá cỡ 10 kg nha cả nhà. Ngọn chỉ có 2 ly 1 thôi. Và độ carbon nó là 99%. 99%. Khoen là toàn bộ là khoen fuji hết nha. Khoen fuji hết. Cái em đang cầm là cây của dòng máy ngang. Máy ngang nha cả nhà. Và em sẽ cầm luôn một cây dòng máy đứng. Ngang đứng gì nó đều có hai thông thay hai độ cứng. MH và M. MH và M nha. Có hai độ cứng, MH và M. Cây này là MH. Thì riêng về cây MH á thì nó sẽ cứng hơn, ngọn nó rơi khoảng 2 ly 2. Còn cây M á thì ngọn nó là 2 ly 1. Đây là cây M nè, ngọn là 2 ly 1. Thì cây MH nó sẽ cứng hơn cây M nha cả nhà. Ngọn của MH thì nó là 2 ly 2. Còn ngọn của cây M á là 2 ly 1. Và cái độ tải mồi nó cũng hơn một xíu. Cây MH nó tải cục mồi, tải mồi từ 7 đến 28g. Còn cây M á thì là từ 5 đến 21g. Đó. Về cái độ nói chung cái độ tải cá và độ tải mồi thì cây MH nó vẫn ưu thế hơn ha, cho nên là nó khỏe hơn xíu. Thì cái dòng khoen của nó vẫn là khoen fuji nhưng mà nó chỉ có hai chân thôi. Đó. Khoen fuji nha cả nhà. Cây cần nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp. Khoen fuji. Đây là phần ngọn của nó nè. Đó. Thì cây 2m1 giá là 1.150.000 nha cả nhà. 1.150.000. Toàn bộ khoen fuji hết ha. Đó. Em rất là ưng về cái dòng này. Phôi rất là đẹp. Coi rất là đẹp. Và cái phần cán nhìn như gậy bóng chày á mà carbon mono cục que đó, bách mái nhìn rất là mạnh mẽ luôn, cứng cáp.
rất là chắc chắn ha. Đó, cái bát nè rất là đẹp. Thì riêng về cái dòng này á, thì bên em về size 2.4, em chỉ về được máy đứng và về được có một độ cứng thôi là MH. Đáng lẽ ra nó sẽ có máy đứng và máy ngang và MH và M, nhưng mà hết hàng. Thì bên em chỉ về được là 2.4 á, em về được là cái cần máy đứng và độ cứng của nó là MH. Độ cứng của nó là MH thì nó sẽ rơi vào khoảng 2.2 nha cả nhà. Ủa, 2.3 luôn. Đây, cái 2.4 nó sẽ rơi vào khoảng 2.3 luôn. 2.3 ha. Tải mồi là từ 10 đến 40g. Tải cá là 12 đến 40 lb, tức là cỡ chừng 20 kg luôn. Mười mấy ký. Đó. Chất liệu carbon vẫn là 99%. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Cực kỳ đẹp ha. Thì cái dòng 2.4 này giá bán lẻ là 1 triệu 2 nha cả nhà. Còn cây 2.1 thì giá bán lẻ nó rơi vào khoảng 1.450.000. Anh em đặt cần này thì bên shop hỗ trợ bao ship cho mình luôn. Bao ship cho mình luôn ha. Độ cứng rất là ok luôn. Thì thích hợp cho anh em mình săn hàng á. Cái dòng này thích hợp cho mình đi săn hàng ha. Thì cái phần khớp nối của cây này thì em sẽ gắn lại cho cả nhà mình xem nè. Thì ở đây nó sẽ không sát đâu nha cả nhà. Nó còn một khúc hở như thế này để phần từ hao khi anh em mình chơi nhiều thì cứ rút ra rút vô nè, nó sẽ đợi gọi là cái độ hao mòn á. Thì lâu ngày nó sẽ vào sát trong đây. Thì khi mà mình mua cần mới về cứ để như vậy là ok nha, nó không bị lỗi gì hết. Có nhiều anh em tưởng nó bị lỗi, nó làm không sát, nhưng thật ra là nó đã trừ hao cho mình thời gian lâu dài á, mình chơi nhiều á nó bị hao mòn đó. Quá đẹp nha cả nhà, cực kỳ. Thì anh em thì mọi thông tin thông số về cái cần thì em đã có review trong clip, anh em cứ xem từ từ ha. Còn anh em mà còn thắc mắc cái gì nữa thì cứ alo cho em theo hai số điện thoại em để trên màn hình á, kết bạn Zalo, Facebook gì cũng được đó. Thì em xin báo lại nha, cần 2.1 bên em về máy đứng và máy ngang, độ cứng á là M và MH, ok chưa, giá là 1.150.000. Còn riêng cần 2.4 em chỉ về được máy đứng và độ cứng là MH, giá là 1.2. Giá đó thì bên shop sẽ hỗ trợ bao ship cho mình luôn, bao ship cho mình luôn nha. Đó, anh em có đặt hàng thì cứ liên hệ hai số điện thoại em có để trên màn hình, hai số đó có Zalo, anh em kết bạn Zalo giùm em ha. Còn anh em nào mà ở khu vực Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, nói chung gần shop thì anh em có thể chạy trực tiếp đến shop luôn. Địa chỉ em là B5 đường 672, Phước Long B, quận 9, kế bên ngay chỗ ủy ban quận 9 nha cả nhà, kế bên ngay chỗ ủy ban quận 9. Anh em tìm là Đồ Câu Thanh Tuấn là sẽ ra định vị chỗ em luôn, đi một hơi là tới chỗ luôn. Rồi ok, thì cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop Đồ Câu Thanh Tuấn nha.